căng cái nhà. À, ảnh hưởng cái đám cưới nè, này quay trực tiếp chứ không có quay phim. Bây giờ mình là mình có Facebook là mình quay trực tiếp luôn đó. À, Nguyên quay cho nó đẹp. Đó. Thấy không? À, quay trực tiếp luôn đâu. Phải không? À, trời đang quay trực tiếp này. Có ai vô like không? Đôi cát trắng. Giờ những gương mặt trời mấy gương mặt này thì chị cũng nhìn đó chị ạ. Người mẫu trên cát trắng. Đâu lên đi, lên đi. Coi chừng giữ lại nha, bỏ dép ra nha, bỏ giày ra nha. Cái này đẹp nè Giang nè. Mình đang live stream nha. Có 1.000 người đang coi nha. Đi, chụp cái bay với mẹ đi.